các bác cô chú anh chị, chủ nhật cuối tuần các bác ơi, đang khá là oi, nhưng mà ở trên cái hướng nhà của tôi ấy, hướng chỗ cái sân này này, mặt tiền này là nó hướng tây tây bắc đấy, thì nó nắng vào tầm trưa thôi, trưa chiều thôi đấy, chứ buổi sáng thì nó vẫn khá là mát, thoáng mát đấy, thì lên làm cây tốt. Nay cuối tuần ngày nghỉ các bạn, lâu lắm mới có một hôm cuối tuần nó đàng hoàng như này. Thì những cái cây phôi ấy bác mà đang nuôi ở nhà tôi đây thì rất là tùm, nhưng mà chưa động vào được. Nếu động vào là chọc lóc là cháy toang ngay. Thì hạn chế động, nhất là xanh các bạn. Thì si thì tôi thời gian này chắc tôi ưu tiên làm si nhiều hơn. Làm si nhiều hơn. Vì si nó, và làm si và làm những cây hơn nữa đã hoàn thiện nhiều hơn, vì là si nó bền bỉ hơn, nó không bị cháy, đỡ bị cháy hơn. Và mình nhặt những cây hoàn thiện ra thì mình cắt, thì cắt tỉa thôi chứ không, nó không đến nỗi chọc lóc thì không ảnh hưởng gì. Thì cây này thì nó khá là non nớt, nhưng mà nó là một cây si mini và nó hòm hòm rồi. Nó hòm hòm rồi, cũng không phải nuôi sổng cái gì để mà phải nuôi to nữa đâu. Cắt là bây giờ giữ lấy tán thôi. Lấy tán thôi. Đấy các bác ạ. Có điều là cây này mà nuôi thêm được nữa thì tốt hơn, để nó biến và nó ôm đá mịn màng hơn. Nó khỏe hơn mà. Đấy. Thì đây. Các bác nhìn này. Một cây bé xíu là cỡ bật lửa thôi. Chắc không được 10 phân. Không được 10 phân. Mà cái bệ bãi nó các bác nhìn. Ngày xưa tôi nhớ cái cây này nó cái cốt chậu nó ở trên cái chậu, nó cỡ cái chậu bé hơn này chút xíu, chữ nhật, và nó đóng bánh các bác, toàn bộ nó như này, toàn bộ nó như này, nguyên cái bầu chậu nhấc lên và đúng là bé nhưng mà có võ, bé nhưng có võ, mặt nào nó cũng vậy các bác nhá. Cây này là cây đang đi làm đá, mang đi làm đá và được mà gần một năm rồi thì chưa tháo ra thôi, thì cứ để cho nó thật là ôm đi đã. Tháo. Đấy. Các bác tưởng tượng viên đá nó sẽ như này, nó kiểu như lên đây như này. Hôm nào dỡ ra thì quay là các bác theo dõi tiếp. Nhưng mà đấy, cây này thì tôi ngày xưa tôi kỷ niệm anh trai chơi cùng, chơi cây cùng ấy, thì tôi tặng anh ấy. Và bây giờ tôi lại mang về tôi chăm cắt tỉa giúp. Đấy. Thì tóm lại bây giờ nó vẫn đang ở với mình. Một cây tôi rất thích, cái cây si nó bé nhưng mà rất đầy đủ, rất đẹp, vừa nghệ thuật vừa chân bệ đẹp, vừa dáng rất nghệ thuật, thì tôi cắt ra các bác xem, và đồ cầm tay rất là hay. Hàng mini rất là vị tinh sạch, các nhìn những cái đường thân điệu đà này. Đấy bệ, thì hôm nay tôi cắt cây này các bác nhé, cắt đi. Đấy. Để mà nếu mà một cây phôi thì cắt cái này quá sớm. Nhưng với cây hần thiện thì hòm hòm rồi thì cắt thì lại ok. Đấy. Gió mát như này mà không cắt thì cây mà ngồi ngắm không cũng buồn lắm. Mà dưới nhà thì chỉ xem tivi chứ làm gì. Nên đây ngồi quá. Cái này hôm tôi mang về gần đây nó còn, chắc là đợt nó còn đợt lạnh cuối cùng thì phải, không biết có nhớ nhầm không, nhưng mà quay đêm các bác không nhìn rõ đâu. quay đêm và đợt ấy nó cũng là lôi thôi. Cái này mà tôi chăm sóc mà từ xưa ấy thì chắc là đẹp. Thank you.
Si khỏe lắm các bác. Phơi nắng ở chỗ cao nhất. Cây này cho lên cao nhất, cái dàn trên cao nhất trên kia. Gọi là hứng nắng đương đầu. Bé nhưng mà đương đầu luôn. Ừ, thế thôi. Bé tí rồi mà. Làm thì mấy đâu. Tào lao thì nhiều. Tào lao quá thì nhiều thôi.
Đấy. Quên không dựng camera ngang xuống các bác xem nhìn nó dễ. Đấy các bác. Cắt xong rồi. Lọc lá, lá đẹp chưa? Lá rất đẹp. Các bác nhìn tác phẩm mà em nó đây. Nhìn thế nào cho dễ nhỉ? Nghiêng lên này đi. Nhìn thấy rõ. Rất là ghê gớm luôn. Giá mà nhặt hết lá thì các bác nhìn nó dễ hơn, nhưng mà để chút lá cho nó mát. Mặt này rất đẹp các bác nhá, không phải là xấu đâu nhé. Mặt này này. Mặt này sâu á. Dưới chân nó còn như giống bên kia cơ mà. Mặt này thì chơi thì không miễn bàn rồi. Miễn bàn. Các bác nhìn này. Rất điệu thân nó này. Và đây chia ra những cái rễ này. Rất điệu đà, rất mềm mại. Rất mềm mại và tự nhiên các bác nhé. Đây, ôm hòn đá đây. Ôm hòn đá đây. Và hòn đá liền chạy xuống tận dưới này. Đấy. Thì hôm nào tôi cũng chưa nhìn thấy hòn đá này đâu các bác. Từ lúc mà mang về chăm giúp thì nó như này rồi. Chẳng biết là hòn đá nó như nào, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ như thế. Hình dáng của nó sẽ liền một khối từ đây lên trên. Kiểu như con này nó ngồi trên một cái mỏm đá. Đấy, thì vừa rồi tôi cũng là thanh lọc luôn mầm mắt để cây nó chuẩn hơn. Sau tôi sẽ xử lý thêm cái này một chút nữa. Và nuôi cái mầm, cái ngọn này nó cao lên này. Đấy. Nhìn nó lành lặn lắm, lành lặn vô cùng. Lành lặn. Thích cây này, tôi rất thích cây này. Quên mất cái rễ này, nó gắt thêm sang bên kia chứ. Rễ này kệ, lúc nào mình gỡ đá ra thì mình bắt nó sang sau, kệ, không cần thiết cái rễ đây lắm. Đây có cái rễ này là rất là ok này. Mỗi tay mà được một cái rễ như này thì tuyệt vời luôn, đúng bách làng ngon, tuyệt vời luôn. Đấy, chỉ cái này nếu nuôi lại nhá, cái rễ này nếu nuôi, nhưng mà thực tế là đây nó cũng đã rất nhiều vách buông xuống rồi, thì không cần mượn cái này cái gì làm gì cả. Đấy, rất dễ nhiều, nó rất dễ rất nhiều này. Đấy, mưa ẩm hay ra rất là nhiều, chỗ nào cũng có thể bắn rễ được. Ở dưới này là có rễ các bác nhá, cái vách xuống này, cái tay bua phóng xuống dưới này, có vách xuống hết này. Đây có một cái này nữa, cho cái tay bên này. Đấy, bên này thì thoải mái rồi. Đấy, đang phi xuống đất đây. Đấy, xiên xẹo luôn này. Cứ hơi đất, hơi nước là nó xuống thôi. Sau những cái rễ này nó to này, thì mình vắt lại đây đi. Vắt lại này thì bây giờ nó đang còn mềm đấy. Và nó dính vào thân đi. Thì bây giờ gỡ ra thì nó khô mất. Đấy, nhưng mà cơ bản là tay nào cũng đều có rễ hết rồi. Rất đẹp, xong bác tưởng tượng một cây nghệ thuật và có vách làng rất ngắn như này, rất ngắn như này. Đây chiều ngang này, rộng nhất của tán ấy không biết có được 20 phân không, còn chiều cao này chắc chỉ được khoảng 10 phân. Đấy, rất bé này. Rất đẹp quá, rất thích cây này. Sạch sẽ. Đấy. Đẹp. Rồi, chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé. Đây, anh em họ giao dịch 28 tỷ ở đâu thì đấy ta làm cái động lực thôi. Chứ nó là một câu chuyện của ai đó, của làng cây. Và chúng ta hãy yêu những cái cây của mình đang có và thực tế với cuộc sống của mình. Thế là vui rồi. Xem lấy động lực thôi các bác nhé.